Hello, xin chào cả nhà nhé. Thì hôm nay anh em chúng ta lại quay trở về sông Giá đánh cho nó gần anh em ạ. Đi từ nhà em ta đây nó có 5-6 cây thôi. Không, em bỏ bên Dương Kinh rồi, bên Dương Kinh đi xa quá, rất là mệt. Mấy đợt này đánh ở bên đấy nó cũng vẫn vãn cá rồi. Anh em bên đấy người ta kích nhiều quá, cá không còn. Thì bây giờ chúng ta lại quay trở về rìa sông Giá này. Để chỗ ngày xưa mà em hay nuôi ổ chỗ này đánh. Thì thực tế hôm qua thì em ta đây thì em cũng nó đánh lên được một con các bạn. Ôi ôi con gì đây? Ôi 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 ôi. Ôi ôi. Con gì vậy? Trời 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 anh em ơi. Ôi ôi ôi. Ôi ôi. Ôi ôi ôi. Trời ơi, con đang cụ tổ rồi. Đồ phi đồ phi phi. Chờ đồ phi đồ phi anh em ơi. Qua em ra đây em đánh lên một con rồi. Tổng qua em ra kiểu như em chỉ cào ổ thôi. Em xả thử đánh chơi thì đánh được một con. Thế hôm nay ra sớm đi đi câu cả ngày đây. Rồi anh em ta bắt đồ xuống nhé. Đường này ra hơi ướt anh em ạ. Thì hôm nay em định đánh bằng cây 10H mẫu mới này. Đây cây này nhiều anh em hóng lắm đây. Nó vườn carbon xoắn hết các bạn ạ. Để mình lên anh em xem vườn carbon xoắn hết. Đầu rãnh nó có một cái gọi là cây trống. Thì các bạn nhìn. Để mình lấy nét anh em xem. Đấy, nó có một cái trống lỗ ở đây. Đấy, nhưng mà ra đánh thì nước nó lông quá anh em ạ. Đây nó chỉ được 70 phân thôi. Thế khả năng em lấy con tầm xanh thế hệ 5 là lấy bản ngọn đinh 3 ly đánh anh em nhé. Bể nước nó rất là lông. Thì đánh con đấy cũng là đánh tạm được đấy. Đánh tạm con này đi. Lâu rồi em chả đánh con này bởi vì em đánh hay bong lắm. Đánh tầm khoảng trên 1 mét nước là đánh là bong liên tục rồi. Nhưng mà đây nay được cái nó có 70 phân nước thôi. Đánh luôn con này. Con này là bản ngọn đinh anh em nhé. Ngọn 3 ly đấy. Đây là quả ngọn của con 16T nắp sang. Thì mới đánh tầm tạm được. Chứ còn ngọn dù thì cho em cũng không đánh. Đây nước nó lông thì đánh tạm thôi. Còn nếu hôm nay mà nước rất sâu thì em đánh bằng cây mét mẫu mới anh em xem thì hay quá. Còn nó siêu khỏe luôn. Thôi giờ ra ta đồ đã. Xả ó nha em ơi. Nó tay vai cục thính à. Đấy. Ok.
Thì vừa nãy ở đây thì em thấy có mấy con chép đồng anh em ạ, nó bơi hẳn trên này. Trong không nọ là nước nó lên ấy, thế là nó còn mắc cạn ở trong khu này. Cái này mà hôm nào mà mưa rào to chắc chắn là trên đây sẽ rất là nhiều chép anh em ạ. Nếu em vừa đi đây có 3 4 con nó chạy đây. Cá thì không nhỏ lắm, nó khoảng 5 lạng một con thôi. Mình cũng chẳng xuống bắt làm gì. Nó chạy rục 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 luôn. Kiểu như là cứ mỗi lần nước lên bắt đầu nó hạnh đi đẻ đấy anh em ạ. Rồi bây giờ anh em ta vừa xảo xong thì cá chưa cắn đâu. Rồi anh em ta sang bên kia chơi một tí nữa nhá. Đi. Nước ở chỗ này đi nó cũng rất là bẩn đấy. Đây mà nào là chỗ này đang năng C thì tuyệt vời anh em ơi. Chắc là mấy nữa em sẽ bắt đầu đánh năng C một buổi. Thì các bạn nhìn điểm ngoài này nó đẹp thế này không à. Đẹp xã man con ngan anh em ạ. Ui. Đẹp chưa anh em ạ, bèo đấy tốt nhỉ. Đây chỗ em đánh thì nó ở góc kia. Đây ở cái thì ở trên bèo đánh cực kỳ hay đấy các bạn ạ. Ở đây thì nói chung là anh em nó kích thì đợt này nó bị cấm rồi. Nó không kích được nhưng mà người ta chỗ này người ta lại chạ. Kiểu nó đi cào ấy. Thì chạ đi cào thì cá thì nói chung là cũng lúc được lúc không. Chứ không phải lúc nào cũng được. Nhưng mà sông ngoài mà anh em ta mà cứ nó cứ yên không kích không chạ thì cá đầy. Lưới chai bắt không thể hết được. Rồi chắc là sẽ mấy nữa sẽ đây đánh năng C một buổi anh em ạ. Điểm đẹp quá, view đẹp quá. Cá thì cá to nó cũng đầy đấy. Nó không phải ít đâu. Đây cây nà đẹp chưa. Nhưng mà nó ướt quá. Đây, này em đi giày nó đi chỗ này nước nó ướt không đi được anh em nhé. Thôi nào, anh em ta về vị trí đánh thôi. Trông cần thôi. Xào đông lúc rồi chắc chắn là cá nó có là nó cũng sẽ vào rồi. Em vừa xào ổ xong rồi nay hoay rồi cũng phải được 45 phút đấy. Mấy hôm nay thì ăn trời nó rét anh em ạ. Hôm nọ khoảng tuần trước thì nó nắng nóng mà. Mặc quần đùi áo cộc được, hôm nay thì nó lại rét. Nó rét hết tuần này luôn đấy. Ông ngay, mày chạy đâu? Bự bự anh em ơi. Ông ngay, mày chạy đâu? Bự bự anh em ơi. Úi trời ơi. Rô phi cụ tổ. Rô phi cụ tổ. Ha ha, con đầu tiên. Rô phi cụ tổ. Ngon luôn. Wow. Bự anh em ơi. Phê. Tê lê phê. Tê lê phê anh em ơi, rô phi cụ tổ. Có chưa? Trời ơi, con này quá wow, mấy cân. Dễ thật đấy. Ngoài không? 3 cân, con này quá cân hết. Ngon. Úi trời. Để đâu em ơi. Vật. Đẹp quá.
Vào đâu. Về. Ok. Ôi trả mẹ ơi, rô phi. To chưa anh em ơi. Này quá cân. Ôi trời, con này ba cân, ba cân không hết các bạn ạ. Ba cân không hết luôn đấy. Này, khoảng đóng cơ, để mà gỡ lưỡi ạ. Gỡ cái lưỡi. Đóng thẳng một. Đừng có đánh. Ui trời ơi. Siêu rô phi các bạn ạ. Cái này gọi là siêu rô phi. Đây, em cho anh em xem, con này gọi là con siêu rô phi, không phải rô phi nữa. Ra màn thật đấy. Các bạn nhìn nào, khủng tóm, gọi là khủng tóm luôn. Đây, con này khả năng con to nhất từ bé giờ mới câu ra về cái dòng rô phi anh em ạ. Khiếp thật đấy. Đây, cái vanh vật 60 các bạn này. À, cái vật này, không biết. Cái vanh của cái dọn cá 60, cái vật này, vật săn hàng to, to như loại cũng là 50, loại phi 50. Đấy các bạn này, phi 50. To này, con này chắc phải 3 cân. Điểm B anh em xem nhé. Ôi, con này to quá các bác ơi. Phê chưa anh em ơi. Con này các bác đoán mấy cân? Con này em nghĩ nó phải trên 3 cân, khoảng 3 cân 2. Đã thật. Và so với cái mặt của em này, đi câu đến nay nó mới sướng nhỉ. Cái này về anh em làm gỏi thì ăn không hết các bạn. Này xả cho một nồi hấp. Mùa đông này làm tí rượu ấm đi. Ok. Con đầu tiên thả rõ các bác ơi. Thì như con tê tê. Quả ơi. Chú. Vật luôn. Vật này. Rồi, vừa giật nó hụt cái nó bay kia bay mất cái cánh này. Em cắm nụ đánh em ạ. Trời nụ đỏ quá nhá. Giật hụt cái nó bay mất to cái cánh luôn. Ok. Giật quảng ngon ăn thế mà tượt bay mất cái cánh. Chưa là anh phải đánh nụ.
Nó đẻ quả ngon thế, trượt nhỉ. Con này năng 30 bộ à. Thằng chủ con cua, ui rô phi to, bay chạy đâu? Con này một rô phi to anh em ơi, ôi chả, a chả, ui phải to, phải to anh em ơi, lên, đánh bay người, lên cậu ạ, cái này phải vật anh em ạ, ui chồng, phê. Á thả quả gớm. Con này khỏe lắm anh em ạ. Ui giời. Đồ cụ. Phê nòi luôn. Bòi nó lội. Đuối đấy. Đuối. Mình còn đuối hết tay anh em ạ. Vật. Ui dồi.
các bác nhìn này, chưa gì nhìn còn cái mình nó này. Ôi trời ơi, phê, ôi trời ơi. Ngọt loạt con thứ hai. Phê, ui con này cụ tỏ luôn các bác ơi. Cụ tỏ luôn. Nằm yên. Cần nó căng. Con này bác thẩm em con này mấy cân. Phê chưa các bác ơi, hình người đúng là ru phi tự nhiên khác người, nó mỏng nét các bác ạ. Phê. Wow. Phê các bác nhìn này. Người mỏng nét luôn, nó to hơn cả cái mặt của em các bác ạ. Đã chưa? Đây các bác bảo đi ra tự nhiên mà các bác đóng được những con này thì các bác thấy nó như thế nào, cảm giác nó có phê không? Này chỉ có đánh nục thì nó mới hay được hàng to các bác ạ. Đánh nục mới thải ổ, chứ còn anh em đánh đơn đà bình thường thì nó dễ bón lắm. Em bác nhìn không còn gì nó đã hơn. Em nói thật sự các bác, này con rô phi này thì sao mà nó to thế rồi. Ngon nhỉ, người nó mỏng lắm các bác nhìn này. Đấy nó đặc điểm cá tự nhiên thì bao giờ các bác nhìn người này, chỗ này nó desimodes luôn, chứ nó không dày bị bịch như mấy con dịch vụ. Lật mặt anh em tươi chưa. Con này chắc nó phải rơi 3 cân đấy nhỉ, phải 3 cân đấy. Đây, 20 mấy cm các bác nhìn này. Kẻ có cái cân thì ngon. Tí về em đặt nhà em cân luôn cho bác xem nhé. Đã đấy. Ngon luôn. Này tí về cho cân anh em ạ. Wow. Phê đấy. Chỗ này rô phi to đánh sướng thật anh em ạ. Thôi khả năng giờ thu đồi về anh em ạ, giờ cá nó không cắn rồi đấy, muộn đấy, là được 2 con rô phi cua tổ luôn, phê quá. Thôi về cho nấu ăn anh em ạ. Ây da, phê. Câu cá nói chung là anh em đi câu cá mùa lạnh này qua cứ ổ bèo một lít là sướng nhất. Toàn hàng, chung là đóng toàn hàng cả đó nó phê. Thành quả đây anh em ơi. Ý dồi ôi, rô phi cụ. Wow, các bác nhìn con to chưa? Ý, con này về mà mấy anh em cho vào hấp uống rượu mùa đông nay thì con gì tuyệt vời hơn. Đã màn thật. Đổ cho anh em xem này. Sướng quá. Cái vành của em là vành 60 mà nó còn to. Cái khủng này các bác biết đấy. Dã man chưa? Đây, cái chân của em này, bé tí. Thôi về các bác nhá, về cho con này vào hấp. Cho anh em xem con này đi câu, những con này nó có phê không? Cái khủng tởm. Hôm đời em đi câu từ trước giờ đây nó còn rô phi to nhất đấy các bác ạ. Rồi về thôi anh em ơi. Cho này sẽ cho về hấp các bác nhá.